sao phải vận chuyển hàng hóa nặng nhọc khó khăn? Xin giới thiệu dòng xe nâng tay Elip thế hệ mới, trợ thủ đắc lực vận chuyển hàng hóa. Xe nâng tay Elip có khung sườn vô cùng chắc chắn, từ thép đặc, chịu trọng tải cực lớn. Hệ thống bơm thủy lực và lò xo công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất, giúp tối ưu hóa hoạt động. Xe nâng tay Elip điều khiển nâng hạ pallet một cách đơn giản và dễ dàng, rất tiện lợi và phù hợp với điều kiện nhà xưởng ở Việt Nam. Sản phẩm xe nâng tay Elip có đa dạng mẫu mã và chủng loại. Nổi bật của dòng xe nâng tay là xe nâng tay, xe nâng tay cao Elip Aero. Tất cả được đảm bảo chất lượng tốt vượt trội. Đặt hàng ngay qua tổng đài 1800 6884. Xe nâng tay Elip xuất hiện và loại bỏ các đối thủ xe nâng lỗi thời. Nổi bật với cấu tạo và tính năng thông minh như bánh xe ni lông cực bền, dễ điều khiển, chất liệu tốt nhất hiện nay. Hệ thống bơm thủy lực công nghệ Đức, tiêu chuẩn chất lượng cao, tốc độ nâng vượt trội. Dàn nâng hai càng, chịu tải trọng cực lớn không biến dạng, siêu bền, siêu chắc, siêu tải trọng. Thiết kế khung máy cực kỳ chắc, mỗi hàng kỹ thuật cao, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Sơn tĩnh điện bền chắc. Xe được thiết kế đẹp, tính thẩm mỹ cao, đặc biệt đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng về kích thước và tải trọng khác nhau. Xe nâng tay Elip hội tụ các kỹ thuật cao nhất trong ngành xe nâng, đa dạng kích thước, tải trọng, chủng loại. Xe nâng tay Elip được sản xuất bởi Elip, thương hiệu uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam. Bảo hành lên đến 1 năm, bảo trì trọn đời, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Liên hệ ngay để được tư vấn sản phẩm phù hợp.